Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio Mình tiếp tục gửi cho tất cả các bạn bộ truyện kết minh hôn Rất mong các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh Comment cảm xúc của tất cả các bạn ở phía dưới phần bình luận Rồi chúng ta cùng nhau đến tập 32 của ngày hôm nay Chương 342 Cho nên có thể thuê được một căn biệt thự tốt như vậy Làm địa điểm quay phim cả đoàn đều cảm thấy mình đã kiếm được một khoản lời sau khi thanh toán tiền xong cả đoàn làm phim liền đến đây do hạn chế về chi phí toàn bộ nhân viên chỉ có khoảng hai mươi người hầu hết nhân viên trong đoàn phim đều đảm nhận rất nhiều vai trò thậm chí cả đạo diễn nhân viên ánh sáng lịch trình đôi khi còn phải tham gia vào bộ phim để diễn vai khách mời hoặc khách qua đường bắt đầu toàn bộ đoàn làm phim rất đoàn kết với nhau và tất cả mọi người đều muốn làm tốt bộ phim này nhưng khi họ đến căn biệt thự này một số điều kỳ lạ đã xảy ra hai ba ngày đầu cũng không có gì ăn uống sinh hoạt quay phim đều ở đây nhưng bắt đầu từ ngày thứ tư những điều kỳ lạ đã xảy ra mỗi đêm khi đi ngủ họ sẽ thấy một số âm thanh không thể giải thích được đôi khi là tiếng bước chân đôi khi là tiếng móng tay cà vào cửa Đôi khi cũng là tiếng khóc của một đứa trẻ Ban đầu mọi người đều không để ý đến Nhưng thời gian trôi qua Tình hình không hề tuyên giảm Mà ngày càng trầm trọng hơn Một đêm nọ Một nhân viên đạo cụ đói bụng Và đang đi vào phòng khách Để pha một tô mì ăn liền ăn Kết quả phát hiện Trong phòng khách có một người treo cổ Người này mặc đồ trắng Treo trên đèn trùm Cứ lắc lư trong phòng khách nhân viên đạo cụ này đã sợ hãi mà liên tục hét lên kết quả là sau khi mọi người cậy tới thì phát hiện trong phòng khách không có gì nhưng nhân viên đạo cụ lại khăng khăng khẳng định rằng anh ta thực sự đã nhìn thấy một người mặc đồ trắng đang treo cổ ở trong phòng bởi vì không tìm được gì chuyện này cũng chỉ có thể cho qua nhưng những ngày sau đó tình hình của nhân viên đạo cụ này lại không được lạc quan mỗi ngày đều mặt ủ mày rồi ăn cơm đều có thể ngủ lúc làm việc cũng luôn phạm sai lầm không những như thế mười ngày trước khi anh ta đang đi xuống cầu thang thì đột nhiên lại ngã từ trên cao xuống cú ngã này không quá nghiêm trọng nhưng đầu của anh ta lại đập vào bột góc của bàn cà phê vì vậy anh ta đã hôn mê ngay tại chỗ máu chảy đầm đìa dù đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng vẫn không cứu được anh ta sự cố này là một cú sốc lớn đối với toàn bộ người trong đoàn làm phim dù sao cũng có người đã chết nhưng đó chỉ là một số sự cố ngoài ý muốn mọi người đều nhìn thấy chính là do nhân viên đạo cụ kia không cẩn thận mà ngã cầu thang cuối cùng đập đầu vào bàn cà phê mà chết đi đoàn làm phim nghỉ ngơi hai ngày sau đó tiếp tục làm việc những người trong đoàn phim sau khi tiếp tục làm việc lại không được yên bình như trước. Mỗi đêm trong biệt thự sẽ có một số động tĩnh không thể giải thích được. Đầu tiên là có một người nào đó trong đoàn làm phim sau khi giật mình tỉnh giấc từ trong mơ đã nói rằng mình đã bị người nào đó sợ soạn. Sau đó lại có người mộng du mà chạy vào phòng người khác, càng kỳ quái chính là rất nhiều người trong đoàn làm phim rõ ràng là ngủ trên giường nhưng không hiểu sao ngày hôm sau tỉnh lại nằm trên mặt đất. Trước đó bọn họ cũng không hề phát hiện ra. Nghe vậy tôi không khỏi nhíu mày, đồng thời liếc mắt nhìn căn biệt thự. Tục ngữ nói, nhấc người sống lên bàn ăn, làm việc làm của kẻ ác, chuyển người sống xuống giường là do ma quỷ làm. Những người này vô duyên vô cớ bị chuyển xuống giường cũng không phải là một chuyện gì tốt, nhưng tôi cũng không nói nhiều mà tiếp tục lắng nghe. Trương đạo diễn lại tiếp tục nói Ôi, Cả cái đoàn làm phim của chúng tôi Đều rất mệt mỏi và căng thẳng Đây không tính là cái gì Quan trọng là Hai ngày trước này Một người khác trong đoàn làm phim của chúng tôi đã chết Thế người đó chết như thế nào? Dương Tuyết đột nhiên cắt ngang Vẻ mặt của Trương đạo diễn âm trầm thở dài nói Ôi, cũng là bị ngã chết, nhưng chỗ ngã vào vị trí của vết thương lại giống hệt nhân viên đảo cụ đã chết trước đó đấy Cái gì? Thật giống hệt nhau? Ờ à, đúng vậy Đều là thái dương trên trán đập vào một góc của cái bàn cà phê Hơn nữa bọn họ đều ở chung một phòng Ở đinh đạo trường Cậu thử nghĩ xem Có phải chuyện này có vấn đề gì hay không? Trương đạo diễn ngập ngừng hỏi Những người khác ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ sợ hãi Tôi trầm mặc một hồi lâu mới nói vậy lần này mọi người cũng nhìn thấy anh ta ngã cầu thang xuống chứ ờ vâng đấy là tôi tiểu trần và tiểu long đều nhìn thấy người lên tiếng là một người phụ nữ trung niên hình như là một chuyên viên trang điểm họ phải rồi tiểu long và tôi cũng nhìn thấy lúc đó anh mau nói mình là buồn ngủ định lên lầu ngủ một giấc anh Mao vừa mới lên đi đầu cầu thang không hiểu sao lại bước hụt một cái cuối cùng ngã xuống một nam diễn viên trẻ tuổi nói cái gì chứ? Đúng rồi, trong biệt thự có camera giám sát cơ mà. Tôi lấy cho đạo trưởng xem nha. Một diễn viên khác nói xong, liền chạy vào biệt thự. Một lúc sau, liền lấy ra một chiếc USB. Tôi và Dương Tuyết vẫn chưa tìm ra đầu đuôi của vấn đề và chúng tôi cũng không vội đưa ra kết luận và phán xét. Vì vậy, chúng tôi muốn xem dèo trước cái đã. Đợi một lát, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang ngắp mấy cái. Anh ta nói với các diễn viên trẻ vài câu rồi bước lên lầu. Kết quả vừa định leo lên lầu hai, cả người đột nhiên mất tăng bằng và ngã về phía sau, giống như bị ai đẩy vậy. cả người lăn xuống, cuối cùng đập vào bàn cà phê. Nhìn từ video cũng không có thấy được điều gì bất thường, cũng không nhìn ra được nguyên nhân là do đâu. đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến chỗ này còn chưa bị phong tỏa sau khi liên tiếp xảy ra hai vụ án, mà vẫn có thể tiếp tục quay phim bởi vì có video làm chứng cho nên đây là một vụ tai nạn và không thể được coi là một vụ án hình sự nhưng loại chuyện này cứ lặp đi lặp lại thật khiến cho người ta sợ hãi dẫn đến toàn bộ người trong đoàn làm phim đều thấp thỏm lo âu sau khi xem video tôi và dương tuyết cũng từ từ đứng dậy sau khi hai chúng tôi nhìn nhau tôi đã nói với trường đạo diễn và ngô huệ huệ Bây giờ chúng tôi phải vào trong phòng nhìn một chút, mọi người hãy đợi tôi bên ngoài đi. Nói xong, tôi cũng không đợi cho bọn họ trả lời, tôi và Dương Tuyết đã đi thẳng vào bên trong căn biệt thự. Vừa bước vào biệt thự, tôi đền cảm thấy ớn lạnh, dường như nhiệt độ trong này thấp hơn bên ngoài vài độ. Tôi nhìn quanh thì thấy căn biệt thự được bài trí rất đẹp, phòng cách châu Âu, đồ đạc vẫn còn mới, xem ra chủ nhà chưa ở được bao lâu. Trong lúc tôi đang nhìn bốn phía chung quanh, Dương Tuyết ở bên cạnh lại nhìn chằm chằm vào cầu thang lầu hai nói. Anh nói đúng, nơi này là một nơi dành cho người chết, còn chủ nhân của nơi này e rằng không muốn chào đón chúng ta đâu. Đột nhiên nghe thấy Dương Tuyết nói như vậy, còn nhìn chằm chằm về hướng cầu thang lầu hai, làm tôi cũng không khỏi nhìn sang. Tuy nhiên không có gì ở đó, hoàn toàn trống rỗng, nhưng trong lòng tôi biết rất rõ Căn biệt thự này có âm khí nặng đến như thế Bố cục phong thủy đều xây theo bộ phần của người đã chết Đây là dạng nhà thuần âm Có quỷ ở trong này cũng là điều khó tránh khỏi Chỉ là có ít hay nhiều mà thôi Trước mặt chúng tôi không biết được Nó ở đằng kia sao? Tôi hỏi thẳng luôn Đúng vậy, cầu thang đấy Dương Tuyết nhìn chằm chằm về phía đó không trước mắt tôi cũng không biết cô ấy đã mở ra tiền nhãn từ khi nào. Tới Dương Thuyết xác định hắn đang ở cầu thang, tôi tùy tiện lấy ra cái túi đụng dựng cụ, ra ba cây nhang và một vài nắm giấy vàng, sau đó tôi thắp nhang và rắc giấy vàng ở xung quanh. Tôi bắt chước cách trừ quỷ năm xưa của sư phụ nói, tiền lễ hậu binh, các vị nghe kỹ đây, tôi tên là Đinh Phạm, nhận được ủy thác của người khác đến đây, dọn dẹp nhà cửa ở đây. Vừa mới nói xong, tôi vừa cầm lấy nhang tiến lên hai bước chuẩn bị động tác tiếp theo nhưng lúc này dương tuyết đã nhíu mày đột nhiên nói anh đừng có niệm nữa đã đi rồi cái gì đi rồi tôi cầu nhang cau mày thật sự không nể mặt tôi chút nào hay sao tôi nghĩ cũng vừa đúng lúc bây giờ là ban ngày cứ dứt khoát dọn dẹp sạch sẽ vậy nếu như dùng miệng đưa tiễn được, vậy thì nhanh chóng kết thúc công việc thôi. Nếu không được thì cứ động tay động chân, tiêu diệt một lần an nhàn cả đời. Kết quả Dương Tuyết lại gật đầu nói, đúng vậy, đã đi rồi, nhưng mà nơi này có âm khí nặng như vậy, e rằng không chỉ có một con đâu. Tôi đồng ý với quan điểm này, ghẽ gật đầu. Vậy chúng ta tiếp tục nhìn đi. Nói xong tôi liền đi lên lầu 2. Anh ngờ được lúc tôi sắp bước lên cầu thang cuối cùng ở lầu 2 Đột nhiên có một ngoại lực truyền đến từ trước ngực của tôi, như thể tôi bị ai đó đẩy một cái, dưới chân lập tức bước hụt, cả người tôi đột nhiên mất thăng bằng liền ngã xuống. Trong phút chốc, vẻ mặt tôi kinh hãi lộ vẻ kinh ngạc. Đinh Phàm, phía sau, Dương Tuyết cũng lộ ra một tia kinh hãi, tốm lấy tôi đang bị mất thăng bằng. Được Dương Tuyết túm lấy, tôi mới ổn định được cơ thể và đứng vững lại. Đinh Phàm, sao anh lại bất cẩn như vậy? Dương Tuyết lườm tôi một cái có chút trách móc tôi nhưng tôi lại trầm mặc xuống nhìn xung quanh. Không đúng, có người mới đẩy tôi. Cái gì? Có người đẩy anh? Nhưng nhưng mà vừa rồi tôi không có nhìn thấy thứ bẩn thỉu nào cả cơ mà. Dương Tuyết cống lộ ra vẻ nghi hoặc. Tôi lạnh lùng nhìn khung cảnh trống giống ở xung quanh, hận đến gớ răng. Tôi vẫn có thể phân biệt được sự khác biệt giữa cảm giác bị đẩy và cảm giác tự bước chân hụt. Mặc dù không biết vì sao Dương Tuyết đã mở thiên nhãn nhưng lại không nhìn thấy. Nhưng tôi nhất định là bị người khác đẩy một cái. Tất nhiên, người đẩy tôi chắc chắn là thứ bẩn thỉu trong căn biệt thự này. Mẹ nói chứ, ông đây còn chưa có ra tay, vậy mà nó đã muốn giết tôi đây trước rồi. Ý là gì đây, muốn tôi gã chết luôn ở đây sao? Sắc mặt của tôi rất tệ, lập tức lấy ra nước mắt trâu, lầu mắt ngay tại chỗ. Chuyện này đã quá rõ ràng, dùng miệng không được thì dùng sức mạnh thôi. Được, Vậy tôi muốn thử xem những cái thứ dơ bẩn các người có thể làm gì được tôi. Tôi hét vào căn phòng một tiếng và mở mắt ra. Không những thế tôi còn rút kiếm gỗ đào từ trong túi đựng kiếm ra. Dương Tuyết thấy tôi nghiêm túc như vậy vì thế cô ấy cũng không do dự mà rút kiếm gỗ đào ra. Chỉ cần thứ đó dám xuất hiện tôi nhất định sẽ khiến cho nó hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể siêu sinh. Mở thì nhãn, mọi thứ trong phòng đã trở nên rõ ràng hơn. Chỉ thấy căn phòng tràn ngập một làn xương trắng mỏng trên lầu 2, tôi và Dương Tuyết cầm kiếm gỗ đào, tìm từng phòng này sang phòng khác nhưng vẫn không tìm thấy gì. Sau khi lục soát lầu 2, chúng tôi lại đi xuống lầu 1, thậm chí còn đi xuống nhà để xe ở dưới tầng hầm. Nhưng ngoại trừ âm khí nặng nề thì cái gì cũng không khó, thậm chí chúng tôi cũng không phát hiện được một chút manh mối nào. Điều này đặt thay chúng tôi vào một tình huống rất khó xử, âm khí nặng đến như vậy làm sao lại không có quỷ chứ? Nếu không, vừa rồi bản thân bị đẩy một cái, làm sao mà giải thích đây? Hoặc là nói, nó đã trốn ở chỗ nào? Hay, nó đang bí mật theo dõi chúng tôi? Càng không tìm thấy, chúng tôi càng thêm kiêng kỵ. Chuyện này không thể qua loa được. Nếu như không xử lý, Ngô Huệ Huệ sẽ không có thể nào tiếp tục quay phim ở đây. Sau này, nếu có người đến đây, cũng sẽ xảy ra chuyện. Tôi đứng trong phòng khách, nhất thời không biết làm gì. Dường Tuyết sau đó nói với tôi nơi này chính là hang ổ của bọn chúng chỉ cần chúng ta chiếm lấy nơi này bọn chúng nhất định sẽ xuất hiện thôi chúng ta ở chỗ này chờ một đêm xem bọn chúng nhất định sẽ chủ động xuất hiện nghe dương tuyết nói như vậy tôi cảm thấy cũng chỉ có thể làm như thế tìm không được thì chỉ có nước ôm cây đợi thò bằng không chúng tôi cũng không có biện pháp nào khác sau khi tôi và dương tuyết quyết định xong hai chúng tôi đi ra khỏi nhà và đi đến khoảng sân nhỏ ở bên ngoài Trương Đạo Diễn và Ngô Huệ Huệ nhìn thấy chúng tôi bước ra ngoài, đã vây lại đây, mọi người có vẻ rất lo lắng. Trương Đạo Diễn vội vàng tới và nói, Đinh Đạo trưởng, như, như thế nào rồi? Có phải đã xử lý xong rồi không? Ngô Huệ Huệ cũng hỏi theo, nhưng tôi lại lắc đầu. Không, thứ đó không chịu xuất hiện, nhưng chúng tôi có thể khẳng định 100%. Đây là một ngôi nhà có quỷ, và cái chết ngoài ý muốn của các đồng nghiệp của ông trước đây không phải là ngoài ý muốn đâu vậy 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 làm sao giờ đạo đạo diễn đạo, đạo diễn trường chúng, chúng ta đi nơi khác quay phim đi tôi, tôi 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 còn chưa có muốn chết đâu Ồ nào cái gì nghe đinh đạo trưởng nói như thế nào đã đi trương đạo diễn nổi giận lập tức hiện trường liền yên tĩnh lại tôi hít sâu một hơi sau đó nói tiếp Đêm nay mọi người ở lại bên ngoài đi, chúng tôi sẽ canh giữ ở nơi này, chờ đến sáng mai rồi hãy về đây. Không đợi Trương Đạo Diễn trả lời, mấy diễn viên bên cạnh đã rụt rè gật đầu liên tục, không ngừng nói được. Biểu cảm đó như thể là hận không thể rời khỏi đây ngay lập tức vậy. Sau đó Trương Đạo Diễn đã gọi một chiếc xe chuẩn bị quay trở lại khách sạn trong thành phố để ở tạm ở. Trong khoảng thời gian này, tôi cũng hỏi Trương Đạo Diễn về tình hình của căn biệt thự này nhưng Trương Đạo Diễn cũng không biết rõ lắm Ông ấy chỉ nói người giới thiệu rằng Giá thuê của căn biệt thự này khá rẻ Chủ nhà cũng đã di dân Nếu muốn mua Thì giá tiền càng ưu đãi hơn Thấp hơn 30% so với giá thị trường Còn những cái khác Trương Đạo Diễn hoàn toàn không biết Trương Đạo Diễn không nói rõ Nên tôi cũng không có hỏi thêm Chỉ tán gẫu với họ vài câu Để cho bọn họ thoải mái dù sao, đối với đám quỷ này mà nói chỉ cần không khiêu kích và phạm phải bất kỳ điều cấm kỵ nào của chúng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ước chừng khoảng 5 giờ thì xe đã đến. Hơn 20 thành viên của đoàn làm phim thấy xe chạy tới, phần lớn đều không kịp chờ và đã chạy như bay ra ngoài, bột vàng lên xe. Ngô Huệ Huệ trông có vẻ lưu luyến, liên tục dặn dò tôi và Dương Tuyết phải cẩn thận, tôi cười nhẹ bảo cô ấy cứ chờ điện thoại tôi. Sau khi tiễn các thành viên của đoàn làm phim rời đi, trong biệt thự này chỉ còn lại tôi và Dương Tuyết. Trong căn biệt thự này có đầy đủ vật dụng, thậm chí có cả anten. Dù sao cũng đang nhản rỗi, hai chúng tôi làm mỗi người một bát mì gói, dứt khoát ngồi trong ngôi nhà quỷ xem tivi, chờ mấy thứ dơ bẩn kia đến. Sở dĩ những thứ dơ bẩn trong căn biệt thự này, hết lần này đến lần khác gây ra động tĩnh, thậm chí còn giết chết hai người, chẳng phải là để xua đuổi người sống hay sao bây giờ tôi và dương tuyết liền kiên nhẫn ngồi chờ ở đây tôi không tin bọn chúng sẽ không xuất hiện sau khi ăn xong mình ăn liền xem một bộ phim truyền hình cung đấu nổi tiếng gần đây một lúc tôi cảm thấy khá nhàm chán nhưng dương tuyết dường như lại rất thích thú thậm chí còn mắng hoàng hậu là người có âm mưu vi tử rất độc ác tôi không có hứng thú với cái thể loại phim truyền hình này một đống phụ nữ tranh giành một ông già thì có cái thú vui gì chứ xem một lát tôi mơ hồ người thấy mùi thơm thoang thoảng khá dễ chịu cũng không có để ý lắm nhưng sau một lúc tôi cảm thấy buồn ngủ nhìn đồng hồ mới có 8 giờ tối trời vừa trái nhèm tối vẫn còn sớm xung quanh tương đối yên lặng không có động tĩnh gì bất thường tôi nghĩ thứ đó cũng không có khả năng xuất hiện sớm như vậy vì vậy tôi nói với dương tuyết dương tuyết cô ngồi canh một lát nha tôi ngủ một chút dương tuyết liếc nhìn tôi bứt rác lầm bầm Đúng là heo mà, nhà có quỷ ám mà cũng có thể ngủ được. Tôi cũng có chút cản lời. Cô bá chiếm tivi xem cái thời loại phim nhàn chán đến như vậy, sao tôi có thể không buồn ngủ chứ? Dương Tuyết thấy mặt tôi tối sầm lại nói, à, Thôi được rồi, được rồi, anh đi ngủ đi, lát nữa tôi sẽ gọi anh. Nói xong Dương Tuyết tiếp tục xem phim truyền hình của mình, tôi cũng mặc kệ nằm xuống chiếc trên ghế sofa bên cạnh và ngủ tiếp đi. Nhưng để phòng ngừa lúc tôi ngủ vẫn dán một lá bùa lên ngực, như vậy cũng không có sợ bị những thứ dơ bẩn tấn công. Nếu như là trước đây, đừng nói là ngủ trong nhà quỷ, tôi chắc chắn sẽ là căng thẳng đến muốn chết, tuyệt đối không bao giờ buồn ngủ. Nhưng lúc này, tôi buồn ngủ quá trời, vừa mới nằm xuống không bao lâu, đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ rất thoải mái, cũng không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi vào, cảm giác rất lạnh. Người tôi run lên vài cái, bất tri bất giác tỉnh lại. Nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi thấy xung quanh tối đen như mực tôi còn tưởng là dương tuyết tắt đèn chậm rãi ngồi dậy lại phát hiện mình đang ngồi dưới đất mặt đất hình như phủ đầy lá khô có chút kỳ quái tôi không phải là đang ngủ ở sofa sao sao lại có nhiều lá khô đến như vậy còn có cả mùi ẩm mốc nữa tôi dụi mắt cảm thấy có gì đó khác thường tôi bắt đầu quan sát xung quanh một cách cẩn thận đến lúc này tôi mới cảm thấy quỷ dị nơi tôi đang ở bây giờ hoàn toàn không phải là trong căn biệt thự đó mà là một vùng hoang vu không biết tên đúng vậy là một vùng hoang vu tôi nhìn xung quanh có một số bụi cây và rừng cây rậm rạp xuyên qua khe hở của ngọn cây trên đỉnh đầu vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy mặt trăng thấy vậy tôi chỉ cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng ong giống như sét đánh giữa trời quang lưng tôi càng lạnh lẽo hơn khi không đang ngủ thoải mái trên sofa tại sao tôi lại đến nơi hoang vu này chuyện gì đang xảy ra đây dương tuyết đã đi đâu còn nữa chứ sao lại lá bùa của tôi dán trên ngực lại biến mất như vậy phản ứng đầu tiên của tôi là liệu có phải tôi đang nằm mơ hay không bởi vì trước đó tôi hoàn toàn không hề phát hiện ra vì vậy tôi tự nháo mạnh mình một cái cảm thấy vô cùng đau đớn mà đó chứ đây căn bản không phải là mơ mà là thật không hiểu sao đột nhiên trên vùng đất hoang dã này điều gì xảy ra trong lúc nào tôi đã xảy ra những gì tôi hoàn toàn không có biết bản năng của người trừ tà đã khiến tôi cảm thấy nguy hiểm ngay cả khi tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng đó chắc chắn không phải là điều gì tốt lành tôi cũng không nghĩ nhiều tôi chuẩn bị thò tay lấy nước mắt châu để mở tiên nhãn nhưng lúc này tôi phát hiện trên người của mình không có bất cứ thứ gì đừng nói là nước mắt châu để mở thiên nhãn ngay cả bùa cũng không có tôi cau mày có gì đó không ổn ở đây Tôi quay đầu nhìn chung quanh rồi hô lên. Dương Tuyết, Dương Tuyết! Giọng nói trầm thấp, có chút vội vàng, nhưng xung quanh trống rỗng, không có ai đáp lại tôi. Tôi cắn chặt răng, trong lòng bắt đầu hoảng loạn, tôi chạy về phía trước mấy bước, sau đó kêu to. Dương Tuyết, Dương Tuyết! Những điều tôi chờ tới không phải là Dương Tuyết đáp lại, mà là một giọng nữ lạnh lùng xa lạ. Đừng có kêu nữa, cô ta đã chết rồi, Mặc dù giọng nói không quen thuộc, nhưng khi nghe những lời này, tim tôi đột nhiên chấn động. Sắc mặt của tôi thay đổi kịch liệt, lộ ra vẻ kinh hãi. Ai? Cô, cô mới nói là ai? Tôi không thể tin được, nhưng bản năng mách bảo rằng tôi đang ở trong một tình huống rất tồi tệ. Muốn gặp tôi sao? Giọng nữ lại xa lạ vang lên. Có gan thì đi ra đây đi. Tôi thở vào nhảy nhõm, chấn tĩnh lại khai mạch luận vận chuyển công lực nhưng đáp lại tôi là một chàng cười ha hả đầy quỷ dị âm thanh kia như đang vờn quanh khắp núi rừng không biết từ đâu mà đến đứng ở bên trong tiếng cười này tôi chỉ cảm thấy như một kiểu tra tấn tinh thần hơn nữa tôi còn không thể dùng nước mắt trâu để mở tin nhãn tôi hoàn toàn không nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này tôi đang rất lo lắng nhưng sư phụ đã dặn rằng càng nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh lại chỉ có như vậy mới có khả năng vượt qua nguy hiểm. Tôi cắn chặt môi, cảm giác đau nhói làm tôi thanh tỉnh không ít. Nghe lại tiếng cười của người phụ nữ đó quả nhiên không có còn trói tay như vậy nữa. À không ra tay chính là để phá vỡ tuyến phòng ngự tâm lý của tôi. Tôi hít sâu một hơi để bình tĩnh trở lại, sau đó nói với xung quanh. Hẳn là các người đưa tôi tới đây, đừng để tôi bắt được, nếu không các người sẽ xong đời đấy trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi nhưng tôi lại giả vờ như là không sợ hãi điều gì cả trên khí thế tuyệt đối không được thua ngay khi tôi vừa dứt lời tiếng cười vang vọng xung quanh đột nhiên dừng lại ngay sau đó phía sau tôi không có xa đột nhiên truyền đến giọng nói kia thật sao chỉ sợ anh không có cơ hội này đâu nghe vậy tôi chợt quay người lại lúc này tôi nhìn thấy một người phụ nữ chồng rất đáng sợ mặc đồ trắng đang đứng trên tảng đáp xanh ở phía sau tôi Sở dĩ đáng sợ là vì khuôn mặt của người phụ nữ này giống như đã bị hỏng, làn da dính liền với nhau, không có mũi, không có môi dưới. Các đường nét trên khuôn mặt đã bị biến dạng trông rất đáng sợ. Nhưng qua đặc điểm của ngoại hình, chắc hẳn đó là một nữ quỷ. Thấy đối phương như vậy, đồng từ của tôi khó tránh khỏi to ra, tôi lùi về phía sau một bước. Đối phương nhìn thấy hành động của tôi đột nhiên cười ha ha. Khuôn mặt của tôi có đẹp không? Mặc dù khuôn mặt này hơi kinh khủng, nhưng tôi đã sống trong tiệm tang lễ từ khi còn nhỏ, đã nhìn thấy vô số xác chết còn kinh khủng hơn. Lúc này tôi mới bình tĩnh lại, cũng không thèm nói nhảm, trực tiếp nói. Cô đem tôi tới đây làm cái gì? Nước quỷ cười nói, mấy năm nay tôi sống quá cực khổ, anh lớn lên lại có vài phần đẹp trai như vậy, Tôi muốn để em anh xuống dưới để bầu bạn, làm nam sủng cho tôi. Nơi này là chỗ tôi chọn để cho anh tự sát đấy. Nữ quỷ vừa thích lời, chỉ nghe duẹt một tiếng, một giải lộ trắng đột nhiên hạ xuống, đáp thẳng xuống trước mặt tôi. Đó là một giải lộ trắng dùng để treo cổ, sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi, nhanh chóng lùi lại vài bước. Cái gì chứ? Đùa cái gì vậy? Để tôi tự sát sao? Còn để ông đây làm bạn với một nước quỷ xấu xí như cô ta, còn làm nam sùng nằm mơ đi nghe nữ quỷ nói vậy tôi liền cười ha hả ngay tại chỗ cũng không soi gương nhìn chính mình xem vợ tôi là ai đó chính là mộ dung ngôn người không chỉ có tu vi cao mà còn là một người có dung mạo tuyệt thế vô song nhìn gấp quỷ giới không nói đến hạng nhất nhưng nằm trong top 10 chắc chắn không có vấn đề cô chỉ mới có như vậy lại muốn ông đây tự sát mà xuống bầu bạn cùng tôi lạnh đùng cười một tiếng tôi nói đại chị gái cô thiếu đàn ông đến điên rồi hay sao mau lấy gương soi lại chính mình đi lấy chút vốn liếng này của cô ai muốn làm bầu bạn cùng chứ còn muốn nam sủng có mình là hoàng hậu võ tắc thiên sao tôi không chút do dự mà diễu cợt căn bản không sợ nước quỷ này nhưng nghe xong lời này nước quỷ đã nổi giận ngay tại chỗ anh anh nói cái gì anh anh không muốn chết quá khó coi thì làm theo lời tôi lập tức tự sát đi trở thành nam sủng của tôi nếu không tôi sẽ ăn anh đấy Cái gì? Ăn tôi? Tôi lại sợ cô ăn không có nổi đâu Tôi lạnh lùng nói Đồng thời bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu Thấy tôi như vậy nữ quỷ hư lạnh một tiếng Hùng dữ như vậy sao? Thú vị đấy Dứt lời thân thể của nữ quỷ oanh một tiếng nổ tung tại chỗ Hóa thành một làn xương trắng rồi biến mất Sau đó một cơn gió đột ngột thổi tới từ khắp bốn phía Khiến cho không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo Tôi biết rất rõ đây chính là dấu hiệu nữ quỷ sắp tấn công. Tôi căng dây thần kinh, cố chấn tính lại. Tuy rằng không thể mở mắt, nhưng dựa vào âm sát khí của nữ quỷ mà phán đoán, nữ quỷ này cũng không mạnh lắm. Cho nên tôi vẫn có biện pháp, thậm chí là có thể xử lý nữ quỷ này. Nếu thực sự không thể đối phó, tôi chỉ có thể nhờ mộ dung ngôn giúp đỡ thông qua ấn khí đen thôi. Nếu như mộ dung ngôn biết có nữ quỷ muốn cướp người đàn ông của mình, Lấy cái tính cách bá đạo của bộ thông ngôn, nữ quỷ này có đến 9 phần 10 là sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán. Tôi đứng yên, cảnh giác xung quanh, đề phòng bị tấn công. Xung quanh tối om không biết tại sao tôi lại vô tình xuất hiện ở đây, cũng không biết Dương Tuyết còn sống hay đã chết. Nhưng điều duy nhất tôi cần làm bây giờ là giải quyết tiền trước mặt này. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể nhanh chóng chạy đến ngôi nhà quỷ để xem tình hình ở đó Lúc này tôi đang phán đoán tình huống thông qua sự kích động của âm sát khí xung quanh. Đồng thời tôi cắn ngón tay cái ở bên phải, nhanh chóng vẽ một bùa chú trong lòng bàn tay. Kinh nghiệm trong khoảng thời gian rèn luyện, tu hành bấy lâu nay cũng không phải là vô ích. Không có bùa vàng, tôi liền vẽ một lá bùa máu. Hiện tại nước quỷ đã biến mất, tốt nhất đừng để tôi chụp trúng. Một khi mà bị tôi chụp trúng, tôi nhất định sẽ khiến cho nước quỷ không dễ chịu. Sau khi vẽ bùa, Tôi đợi khoảng 10 giây, đột nhiên cảm thấy bên trái xuất hiện một vệt u ám lạnh lẽo, khí tức lạnh như băng cũng dắt khí nhanh chóng ập tới. Mặt của tôi tối rầm lại đột nhiên xoay người. Nhưng ngay khi tôi quay lại, luồng âm khí đó đột nhiên lắng xuống rồi tấn công từ một hướng khác. Không đợi tôi kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng giống lên, bóng dáng nữ quỷ đột nhiên xuất hiện từ bên phải. Khuôn mặt nữ quỷ méo rạch về mặt hung dữ, lúc này đang giơ móng vuốt sắc nhọn trực tiếp tát tôi một cái. Tốc độ của cô ta không nhanh lắm, nhưng thắng nhờ vào việc đánh bất ngờ. Tới đứa phương tấn công mình, tôi vội vàng rút lui, nhưng vẫn chậm hơn nửa nhịp. Duyệt một tiếng, móng vuốt của nước quỷ đã xé xé rách áo của tôi ngay tại chỗ, để lại một vết rước trên ngực trái của tôi. Không sâu, chỉ là một vết thương nhỏ. Tôi cau chặt mày, nhanh chóng lùi lại. Mà lúc này nước quỷ đã cười lạnh nhìn tôi, thân thể lại đùng một tiếng hóa thành khói trắng, sau đó biến mất, không thấy tầm hơi tôi nhìn vết thương trên ngực của mình thầm mắng một tiếng đáng chết rồi tiếp tục cảnh giác xung quanh sau khi đứa quỷ thành công trong một lần tấn công cô ta lại bắt đầu lắc lư xung quanh tôi mặc dù biết cô ta đang ở bên cạnh nhưng tôi không mở được thiên nhãn căn bản không nhìn thấy được cô ta thật sự rất khó chịu nếu như có chuẩn bị kỹ càng tôi không đánh cho đối phương khóc đến kêu cha gọi mẹ thì thôi sao lại để đối phương có thể trêu chọc như vậy đột nhiên nữ quỷ lại tấn công tôi lắc mình một cái rồi lại trực tiếp xuất hiện sau đó là một bóng vuốt sắc nhọn khác nhưng lần này tôi bình tĩnh lướt qua và đánh trả lá bùa không có chụp chụp trúng để cô ta né được nước quỷ sừng sốt sau khi lướt qua cô ta nhanh chóng cách tôi một khoảng dài rồi lại biến mất sau khi biến mất nước quỷ trở nên cẩn thận hơn rất nhiều im lặng thậm chí áp chế rất nhiều âm sát khí trong người rõ ràng là cô ta đang nghiêm túc sẵn sàng giết tôi chỉ bằng một đòn nhưng muốn giết tôi cũng không phải là dễ dàng như vậy tôi lẳng lặng đứng tại chỗ cảm nhận âm khí lạnh nhàn nhạt xung quanh mình trong cơ thể đạo khí đang được vận chuyển tới cực hạn do tôi không mở thiên nhãn nên dù có mở mắt cũng không thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh lúc này nước quỷ đã bắt đầu đánh lén tôi liền nhắm mắt lại muốn trời phải không vậy chơi lớn một chút đi hoặc là bị nữ quỷ đánh cho trọng thương, hoặc là tôi chụp chết nữ quỷ này. Nhưng nói thì nói như vậy thôi, sau khi nhắm mắt lại tôi đã trở nên bình tĩnh hơn, cảm nhận về âm sát khí xung quanh cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Núi rừng yên tĩnh, gió lạnh quất vào mặt. Sau khoảng nửa phút im lặng, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh ở sau lưng, khí lạnh đến rất nhanh và ập thẳng vào lưng của tôi, Tôi cảm thấy được sự nguy hiểm, không chút do dự, chờ tay liền tát một cái hét lên. Lăn ra đây! Tôi ra tay mà không hề báo trước, chỉ nghe bang một tiếng, lòng bàn tay trái của tôi lập tức đập trúng một vật cứng và lạnh. Có tiếng hét thảm a một tiếng, đột nhiên trước mặt của tôi chợt lóe hai cái, một bóng người xuất hiện. Không ai khác, chính là nữ quỷ đang ẩn nấp kia. Trên khuôn mặt méo mó của cô ta, lúc này đã in thêm bùa chú trong lòng bàn tay phải của tôi, Bùa chú có ánh sáng lấp lánh, giống như là một bàn ủi đang thiêu đốt mặt của nữ quỷ phát ra tiếng xèo xèo. Bởi vì uy lực của lá bùa, nữ quỷ đã kêu lên một tiếng. Hơn nữa, nữ quỷ vô cùng kinh hãi, không ngừng mà lui lại. Chắc cô ta không ngờ tình thế lại được đảo ngược nhanh đến như vậy. Cô ta lén lút ra tay, nhưng lại bị tôi đánh cho một cái trở tay không kịp, còn bị trúng bùa chú. Vốn dĩ là trò mèo vần chuột, nhưng bây giờ nó rất nó đã trở thành trò chuột ăn thịt mèo. Thế cuối cùng tôi cũng bắt được nữ quỷ, tôi không khỏi vui mừng khôn xiết, vô cùng hưng phấn, tôi càng hét lớn hơn. Thì bằng cô mà cũng đòi muốn giết tôi sao? Nực cười. Vừa nói, trên tay phải của tôi đã tạo thành hình ngón tay kiếm, lập tức thấp giọng quát. Cấp tốc nghe lệnh. Phá! Sau khi câu chú vừa được tốt ra, lá bùa in trên mặt của nữ quỷ chợt lóe lên ánh sáng trắng. Ngày sau đó, bùm một tiếng nổ vang, nước quỷ bị thổi bay xuống đất ngay tại chỗ. Nhưng bùa chú này tôi chỉ mới học được cách đây không lâu, mặc dù nó là một bùa máu được vẽ bằng máu tươi, nhưng xét về uy lực không mạnh bằng những lá bùa giấy vàng như là bùa chấn áp sát khí của bùa phá sát khí vậy. Vì vậy bộ chú này không giết được nước quỷ. Nước quỷ run rẩy kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn còn sức chiến đấu. Nhưng lúc này, rốt cuộc cô ta cũng lộ ra vẻ hoảng sợ cùng với kinh hãi. Tôi lại trầm mặc sẵn sàng tấn công tiếp. Lợi dụng lúc cô ta đang bị thương mà giết cô ta. Nếu không, tôi sẽ là người phải chết. Nước quỷ thấy tôi xông tới thì cũng hoảng sợ, thân thể run lên, thân hình bắt đầu nhanh chóng trở lên mơ hồ. Hiển nhiên, hiển nhiên là cô ta muốn lợi dụng việc tôi không có mở thiên nhãn để ở núp thân thể. Sao tôi có thể để cho cô ta thành công được? Tôi cắn mạnh đầu lưỡi trước khi cô ta hoàn toàn biến mất. Tôi nhắm vào nữ quỷ liền phụt một tiếng. Từ đầu lưỡi phun ra một cụm máu. Máu đầu lưỡi là vật trí dương. Máu từ đầu lưỡi chảy ra, dài khắp người của nữ quỷ ngay tại chỗ. Máu đầu lưỡi giống như là axit sulfuric ăn mòn cơ thể của cô ta, phát ra tiếng xèo xèo, từng làn khí đen thoát ra ngoài. Nữ quỷ vô cùng đau đớn, à vang lên tiếng thét thảm thiết, thân thể không ngừng năn lộn. Tôi nhìn trầm trầm nữ quỷ đang đau đớn lạnh lùng nói Đây là hậu quả của việc dám khiêu khích tôi Nói xong tôi nhắm ngay tử huyệt của nước quỷ rồi đột nhiên giơ tay trái lên chuẩn bị lấy mặt cô ta Nước quỷ này vô duyên vô cớ đưa tôi tới đây còn muốn tôi tự sát Muốn tôi sau khi chết trở thành nam sùng giải tỏa nỗi cô đơn của cô ta Đây không phải là đang nói giỡn hay sao Nhưng điều này hoàn toàn không có khả năng xảy ra cũng may trong khoảng thời gian này tôi rèn luyện và tu luyện cũng không phải là uổng phí. Trải qua mấy lần đảo chiều, cuối cùng nữ quỷ cũng đã bị trấn áp. Xem lúc này tôi giơ tay đánh một cái, chuẩn bị chụp chết nữ quỷ, sau đó nhanh chóng trở về biệt thự xem dường tuyết như thế nào. Đi chết đi! Trên mặt mang vẻ tàn khốc, tôi giống tầm một tiếng, liền chụp xuống một trường. Một khi bổ chú trong tay đánh trúng tử huyệt của đối phương, nữ quỷ đó chắc chắn sẽ chết nước quỷ cũng kinh hãi sắc mặt biến đổi đông từ không ngừng phóng to tôi vốn cho rằng dưới một kích này nước quỷ sẽ không có đường chạy thoát nhất định phải chết không có gì thể cản được nhưng tôi không biết ngay khi lòng bàn tay sắp đánh vào tử huyệt của đối phương thì lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn tôi nhìn thấy một kích này rơi xuống lòng bàn tay sắp tiếp cận tử huyệt của nước quỷ nước quỷ đột nhiên dùng một tay kết ấn nói mở ngay lập tức cơ thể của cô ta oanh một tiếng nổ tung, sau đó biến thành một làn xương trắng và biến mất. Bởi vì thân thể của nữ quỷ ở trước mắt đã biến thành xương trắng, lòng bàn tay của tôi đã rơi xuống không trung. Tôi khẽ cau mày, thầm nghĩ chết tiệt. Không ngờ, nữ quỷ sau khi bị trúng máu đầu lưỡi của tôi lại có thể dùng thủ đoạn như vậy để mà chạy trốn. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng tôi cũng không chần chờ, đột nhiên đứng dậy nhìn xung quanh. Nhưng lúc này tôi phát hiện âm khí ở xung quanh tôi bắt đầu dần mờ, nói cách khác nữ quỷ đã không còn nữa cô ta đã trốn thoát sau vài lần liếc mắt nhìn cẩn thận tôi đã có thể xác định sau khi nữ quỷ xác định bản thân không phải là đối thủ của tôi nhất định cô ta đã sử dụng một loại thuật pháp nào đó để trốn thoát thấy nữ quỷ không còn tôi cũng không muốn chậm chế ở đây thêm nữa tôi được đưa đến đây mà không ai phát hiện ra vì vậy dương tuyết là người đang xem truyền hình bên cạnh tôi trước đó chắc chắn cũng đang ở trong tình trạng không tốt hơn tôi là bao đã lâu rồi mà cô ấy còn chưa đến tìm tôi, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Cho nên, hiện tại tôi không rảnh để ý đến nước quỷ chạy trốn, tôi lập tức chạy về phía biệt thự xem dương tuyết thế nào. Nghe đến đây tôi đại khái phân biệt phương hướng thông qua sao bắc đầu và dốc của núi rừng rồi chạy về phía nam. Mặc dù không biết vị trí chính xác của mình nhưng tôi nghĩ mình cách canh biệt thự kia cũng không xa lắm. Vị trí của tôi hẳn là ở trong rừng phong đỏ Chạy về phía nam được một đoạn thì nghe thấy tiếng ồ, ngay sau đó có một luồng sáng vụt qua. Đây là ô tô, phía trước tất nhiên là đường lớn. Mà biệt thự đó ở ngay bên đường, tôi không chút do dự nhanh chóng chạy về hướng đường lớn. Sau khi đến nơi, tôi nhìn quanh thấy một biển báo cách đó không xa. Đó không phải là biển báo nào khác, chính là tấm biển ghi địa điểm quay phim Y tá Đàm Lăng. Thấy vậy tôi mừng rỡ khôn xiết chạy đến không chút do dự mang theo lo lắng và bất an tôi đã đi vào một ngã tư đường trước mặt tôi không xa lạ là căn biệt thự mọc đầy dây leo cửa mở trong biệt thự không có ánh đèn không rõ tình huống bên trong nhưng tôi không chút do dự mà trực tiếp xông vào khi đến sân trò tôi cảm thấy âm khí ở đây hình như nặng hơn một chút cũng lạnh hơn rất nhiều Nhìn cánh cửa biệt thự đóng chặt, nhịp tim của tôi không tự chủ mà gia tăng, mang theo một tia hoảng sợ. Vì lo lắng cho sự an toàn của Dương Tuyết, tôi hét vào biệt thự. Dương Tuyết, Dương Tuyết, cô có ở trong đó không? Không có tiếng đáp đáp lại, chỉ có giọng nói của tôi vang vọng xung quanh. Tôi khẽ nghiến rằng, tôi lao thẳng lên. Thấy cửa đóng chặt, tôi không chút do dự mà đạp một cái. Cánh cửa bị tôi đá tùng ngay tại chỗ, Khoảnh khắc cánh cửa bị tôi đã tung ra, một dòng khí lạnh như băng phả vào mặt tôi. Cô âm khí này không biết nồng đậm hơn ban ngày bao nhiêu lần. Cô âm khí đó vừa mới xuất hiện, tôi đã nổi hết cả da gà. Về mặt của tôi âm trầm, nhìn vào bên trong biệt thự tối tăm lạnh lẽo, lại hét lên. Dường tuyết, cô có ở đó không? Vừa nói tôi vừa bước vào biệt thự, thông qua ánh trăng chiếu vào cửa sổ, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy tình hình ở bên trong phòng. Trống không, Dương Tuyết không còn trên ghế sofa, còn túi dụng cụ và túi kiếm của hai chúng tôi lúc này đều được đặt ở trên bàn trà. Tôi thấy trong phòng yên tĩnh không có ai, hơn nữa hai túi dụng cụ kiếm gỗ đào của tôi cũng được đặt ở chỗ cũ, trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành. Có lẽ Dương Tuyết đã gặp phải điều gì đó giống như tôi. Dẫn tới việc cô ấy cũng không mang theo túi dụng cụ, dù sao hai chúng tôi cũng tới đây để bắt quỷ. Nếu không phải vì một số nhân tố không thể cưỡng lại, kiếm gỗ đào luôn mang theo bên mình chắc chắn sẽ không nằm yên tại chỗ này sau khi nhìn thấy tình hình ở đây tôi mới nhớ đến câu Cổ ta chết rồi mà đức quỷ đã nói lúc trở đầu điều này càng khiến cho tôi lo lắng hơn thậm chí tôi còn thực sự cho rằng có chuyện không may xảy ra với dương tuyết sắc mặt tôi cực kỳ khó coi vội vàng đi tới bên cạnh bàn trà giơ tay rút ra kiếm gỗ đào đồng thời đeo túi dụng cụ ở bên hông nhưng tôi vừa định lấy nước mắt trâu để mở thiên nhãn thì phát hiện chiếc bình đặc chế được nước mắt trâu của mình đã bị mất. Cùng với lúc đó, cánh cửa biệt thự vốn đang mở đột nhiên dầm một tiếng đóng lại. Âm thanh cực kỳ lớn khiến tôi vốn đang lo lắng bỗng giật mình. Theo bản năng tôi liếc nhìn phía sau. Chỗ đó trông rỗng không có gì cả. Nhưng trong lòng tôi biết, cửa không hề tự động đóng mà là ở đây có thứ gì đó không muốn tôi ra ngoài nữa nên đã cố ý đóng cửa lại bây giờ không tìm được nước bắt trâu tôi thấy hơi bất lực nhưng cũng hết cách thôi lúc này thấy cửa đóng lại tôi càng tức giận hơn tôi nhắm mắt lại nắm chặt thanh kiếm gói đào của mình và hét lên xung quanh trong phòng đủ chết tiệt tốt nhất mày nên giao bạn của tao ra đây và chịu chết đi nếu không bị tao bắt được thì tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết đấy tôi tức giận thậm chí còn có chút phẫn nộ nhưng tôi vừa dứt lời không bao lâu, trong căn biệt thự kín gió đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Gió lạnh thấu xương khiến cho đèn trùm phát ra tiếng keng keng, khiến cho cả căn phòng trở nên vô cùng kỳ dị. Nhưng còn chưa kết thúc, theo tiếng keng keng liên tục từ chiếc đèn trùm, đột nhiên xuất hiện một giọng nói trầm đầy tức giận của một người đàn ông chuyển đến từ lầu hai. Thằng nhóc kiêu ngạo, mày làm em gái tao bị thương. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của người đàn ông xa lạ này, tôi không khỏi ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu, tôi tôi liền phát hiện một nam quỷ có thân hình méo mó mặc đồ trắng đang đứng ở hàng rào lầu 2. Nam quỷ này giống hệt nữ quỷ mà tôi đã nhìn thấy trước đó, sắc mặt tái nhợt, hai mắt không có đồng từ, ngũ quan như là bị lửa đốt, toàn bộ khuôn mặt đều méo mó, da thịt tính vào nhau, cực kỳ xấu trí. Đột nhiên nhìn thấy một nam quỷ xấu xí xuất hiện trong căn phòng này, tôi bất giác nhíu mày, không ngờ trong phòng ngoài nữ quỷ ra còn có nam quỷ. Tuy nhiên lúc này tôi cũng không có nghĩ nhiều, bất luận nam quỷ hay nữ quỷ, không giao ra Dương Tuyết đều sẽ bị giết. Tôi quay đầu nhìn nam quỷ nói thẳng, "Tức thời thì giao bạn của tao ra đây, tao sẽ cho mày một con đường sống, nếu không, mày chỉ có con đường chết thôi." <laughs> Mày giết được tao không? Buồn cười. Nói đến hai chữ cuối cùng, ngữ khí của Nam Quỷ trở nên âm trầm. Cùng với lúc đó, bên cạnh Nam Quỷ, một bóng người áo trắng mơ hồ đột nhiên xuất hiện. Ngày sau đó, tôi phát hiện bóng người mặc áo trắng này không ai khác, chính là nữ quỷ đã bỏ trốn lúc trước. Nữ quỷ bị trúng bùa của tôi, hồi lực trở nên rất yếu, cho dù hiện thân cũng không rõ bằng Nam Quỷ. Sau khi xuất hiện, cô ta không nói lời ác ý nào, Nhưng sau khi nhìn tôi một cách hùng ác, cô ta nói với nam quỷ bên cạnh. Anh à, là nữa anh giữ cho anh ta một hơi thở. Em muốn anh ta biết nếu không làm nam sủng của em thì cũng đừng nghĩ đến việc làm đàn ông nữa. Cho anh ta biết lựa chọn của anh ta là sai lầm tới cỡ nào. Tôi nghe đến đây thì dừng rốt một chút, chỉ cảm thấy dưới trần ớn lại. Cô ta nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cô ta muốn làm tôi tuyệt tử tuyệt tôn hay sao? Hơn nữa, những lời đó giống như việc tôi làm nam sủng của cô ta là việc đương nhiên vậy. Người phụ nữ này khi còn sống nhất định là người muốn đàn ông đến điên rồi. Sau khi chết cũng không có ngừng quán niệm cho nên đã làm đủ mọi cách để tìm nam sủng. Mặt của tôi trở nên rất khó coi nhưng vẫn không có nói gì. Sau đó nam quỷ ở bên cạnh đột nhiên nói Em yên tâm đi, nơi này giao cho anh em vào phòng canh chừng người phụ nữ kia đi, chờ anh cứ giải quyết cái thằng nhóc này xong, còn phải nắm chắc thời gian ân ái với chị giàu mới của em nữa chứ. <laughs> Nam quỷ vừa nói ra lời này, hai anh em quỷ nhìn nhau, phát ra tiếng cười khúc khích quái dị. Cùng với lúc đó, cơ thể của nước quỷ bắt đầu di chuyển về phía sau, rồi biến mất không thấy tung tích. Nhưng khi nghe thấy tới đây, trong lòng tôi không khỏi lột bột một tiếng tôi cảm thấy người mà nam quỷ nói tới rất có thể là dương tuyết đang mất tích giờ phút này tôi hận đến ngửa răng chỉ cảm thấy hai con quỷ này đúng thật là biến thái tôi từng thấy ma quỷ đòi mạng từng thấy ma quỷ giết người thậm chí còn nghe nói ma quỷ tìm người sống để nhập xác nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoặc thậm chí nghe nói về nam quỷ đang tìm kiếm một thủng nô tôi tức giận ngay tại chỗ mày đã làm gì dương tuyết vừa nói tôi vừa giơ thanh kiếm gỗ đảo lên giận dữ chỉ thẳng vào nam quỷ nam quỷ hư lạnh một tiếng tao làm cái gì không liên quan đến mày nói xong nam quỷ nhào tới từ lầu hai nhảy xuống tốc độ cực nhanh thấy thế làm sao tôi có thể lơ là tôi căng ra đầu giơ cao kiếm gỗ đảo của mình lên sẵn sàng đối đầu với nam quỷ nhưng trước khi quỷ nam quỷ đến gần tôi cơ thể nam quỷ đột nhiên biến mất thấy vậy tôi giật mình vội nhìn xung quanh. Nhưng tôi chưa kịp chuẩn bị, tí lưng của tôi đã lạnh toát, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dám tới nhà của tao, mày nhất định đã liệu trước việc này phải chết. Nói xong chỉ nghe dầm một tiếng, tôi bị một lực mạnh đánh trúng khiến lưng của tôi đau nhói. Ngay lập tức, cả người tôi bị đánh bay ra ngoài như một chiếc lá rụng. Cuối cùng dầm một tiếng, tôi va trúng một chiếc bình lớn, Bình lớn bị đập vỡ thành từng mảnh, tôi cũng đang bò trên mặt đất. Tôi không nhịn được mà kêu lên một tiếng, đồng thời đưa tay sờ sau lưng, chỉ cảm thấy đau nhức. Chốt đạo hạnh này, mà còn muốn bắt chúng tạo sao, đúng là không biết tự lượng sức mình. Nam quỷ lạnh lùng đói, sau đó lại lắc mình một cái, lao về phía tôi. Tới Nam quỷ lại lao tới, tôi vội vàng đứng dậy, chộp lấy kiếm có đạo, định đánh trả. Nhưng ngay khi Nam quỷ đến gần tôi, Hắn đã lợi dụng lúc tôi không mở mắt mà biến mất một lần nữa. Nhưng ngay khi Nam Quỷ đến gần tôi, hắn đã lợi dụng lúc tôi không mở mắt biến mất một lần nữa. Kết quả tôi chém vào không khí và khi Nam Quỷ xuất hiện trở lại, hắn đã bên phải tôi rồi. Giặc rưỡi còn muốn đấu với tao? Nói xong Nam Quỷ lại đá thẳng vào eo của tôi cơ thể của tôi lại mất tăng bằng cả người ngã xuống đất trong lòng tôi nóng như lửa đốt không phải là tôi không đánh lại nam quỷ này cũng không phải nam quỷ này lợi hại suy cho cùng đạo hành của nam quỷ này chỉ cao hơn nước quỷ kia một chút thiên thời địa lợi nhân hòa tôi bị đánh đến trở tay không kịp nhưng nguyên nhân chính là do tôi không có mở tiên nhãn tôi không thể nhìn thấy hắn điều đó cản trở việc tôi phát huy ra thực lực chân chính của mình Tôi nghiến răng nghiến lợi mà gầm lên. Đừng có mà để tao bắt được mày. Nói xong tôi liền lao lên. Còn Nam quỷ thì đang đứng đối diện với tôi, khuôn mặt méo sạch. <cười> <cười> tao còn làm hồng nước mắt trầu để bỏ tin nhãn. Mày làm sao bắt được tao? Chỉ bằng chút cái bùa chú của mày tôi sao? Mày cho mình là có thể chụp chúng tao? Ngữ khí của nam quỷ lạnh lùng, thấp giọng giễu cả tôi, nghe đến đây tôi không khỏi nhíu mày Tạo nào tôi không tìm được nước mắt trâu hóa ra tên này đã bắt đầu nhắm vào chúng tôi từ lâu biết chúng tôi dùng nước mắt trâu để mở thiên nhãn mà bọn chúng ngay từ đầu đã âm thầm dùng thủ đoạn đối với chúng tôi bây giờ nghĩ lại nhất định là dùng phương pháp đặc biệt nào đó làm tôi và dương tuyết choáng váng sau đó phá hủy nước mắt trâu để mở thiên nhãn của chúng tôi khiến thực lực của chúng tôi suy yếu lúc này mới ra tay với chúng tôi Nghĩ đến đây trong lòng của tôi không khỏi lộp bột một tiếng. Nghĩ lại lúc trước khi mơ màng, tôi nhớ mình đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Chẳng lẽ là lúc đó hay sao? Trước đó, mày đã dùng thuốc mê với bọn tao đúng không? Sau đó làm hỏng nước mắt trâu mà bọn tao dùng để mở thiên nhãn. Lúc này tôi lạnh lùng nói. Xem ra mày cũng không quá ngu chuẩn. Nói thật cho mày biết đây. Khi tao còn sống, cũng là một nửa đạo sĩ rất rõ ràng đối với phương pháp trừ ma diệt quỷ của mày đêm nay mày thua trong tay tao cũng không có oan uổng đâu nam quỷ dùng ngữ khí trầm thấp nói lúc này còn mang theo một tiếng ngạo mạn mở miệng trịnh trọng nói nhìn bộ dáng kiêu ngạo của đối phương tôi thật sự là muốn tát cho nam quỷ này một cái nhưng đối phương đã nói rất rõ ràng đức bắt châu dùng để mở thiên nhãn đã bị phá hủy không có nước mắt châu thì tôi không mở thiên nhãn được không mở được thiên nhãn thì không thể nhìn thấy được đối phương chỉ có thể vào thế bị động mà thôi tôi cảm thấy không cam lòng nhưng đã cũng đã hết cách tôi nghĩ mình có nên gọi mộ dung ngôn ra giúp hay không? Nhưng vừa nghĩ tới đây khóe mắt tôi chợt nhìn thấy túi đựng đồ của dương tuyết cách mình không xa tới vậy cơ thể của tôi chợt tuôn lên trong đầu thoáng hiện lên một ý tưởng mới muốn mở thiên nhãn không nhất định phải có nước mắt châu Chẳng phải Dương Tuyết là trường hợp đặc biệt hay sao? Cô ấy mở thiên nhãn, không phải chỉ cần dùng bùa chú là được rồi. Nghĩ đến đây tôi vui mừng con chết, chỉ cần có thể mở ra thiên nhãn tôi cũng không cần nhờ đến mộ dung ngôn. Đến lúc đó, một mình tôi có thể xử lý hai anh em nhà quỷ này. Mà năm quỷ kia vẫn không đặt tôi vào trong mắt, hắn ra vẻ kiêu ngạo. Nhóc con, chuẩn bị xong chưa? Tiếp theo ta sẽ đánh nghiêm túc đây. Để làm cho đối phương bối rối, tôi cười ha hả một tiếng, giả vờ bình tĩnh tản nhiên nói, sau đó trong lúc vội ý, chạy tránh sang một bên cạnh hai bước. Tao đây tưởng mày còn rất thông minh, nhưng hóa ra cũng chỉ có thế mà thôi. Đối phương thấy tôi cười lớn, lại nói như vậy, giật mình, tò mò hỏi. Có ý gì? Thấy đối phương bị lừa, trong lòng tôi thầm mắng tên này quá ngu xuẩn, đồng thời hơi nhích qua một bên nói. Mày cho rằng chỉ có hai chúng tôi ở đây bắt quỷ tôi sao Tao nói thật với mày luôn Tao còn có một đồng bạn khác ở bên ngoài đấy Thật sao Nếu có Vì sao không thấy đi ra Nam quỷ sừng sốt một chút Sau đó lại cười lạnh một tiếng Cảm thấy tôi đang kéo dài thời gian liền tiến lên một bước định ra tay Nhưng lúc này tôi đột nhiên lộ ra vẻ mặt Cực kỳ khẩn trương Nhìn chăm chăm bóng lưng của Nam quỷ kêu lên Đúng vậy Chính là hiện tại Nam quỷ đột nhiên thấy tôi nhìn trầm chầm, chầm về phía sau, lại còn nói như vậy, trong lòng căng thẳng, theo bản năng cảnh giác, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh để đề phòng. Nhưng Nam quỷ quay người lại, thì thấy không có gì ở phía sau, cái gì cũng không có, căn bản là không có gì bất thường. Tới vậy Nam quỷ đã biết mình đã bị lừa, sắc mặt thay đổi rõ rệt, cảm giác bản thân đã bị trêu chọc. Vẻ mặt của Nam quỷ trở nên dữ tợn, giống to. Tầm cốn, dám trêu chọc tao! Nói xong, Nam Quỷ đột ngột quay đầu lại. Nhưng khi Nam Quỷ quay đầu nhìn lại, thì phát hiện không biết từ lúc nào tôi đã đứng thẳng lên, bày bài bàn tay tạo thành một kiếm chỉ ấn. Trên kiếm chỉ ấn, chỉ có một lá bùa màu vàng hình chữ M được vẽ trên đó. Nhưng giờ phút này, tôi lạnh lùng nhìn chầm chầm Nam Quỷ, hắn còn chưa kịp phản ứng tôi đã hết lớn. Cấp tốc nghe lệnh, mở ngay lúc nam quỷ quay người lại, tôi thừa dịp hắn sơ hở nhanh chóng lấy ra bùa mở thiên nhãn trong túi dựng cụ của Dương Tuyết. Đến khi nam quỷ quy phản ứng thì đã quá muộn. Không chút to dự hay suy nghĩ gì, tôi gấp lá bùa và hét lên cầu chú. Ngay khi chú lệnh vừa ra, lá bùa trong tay tôi phát nổ, một tia sáng trắng lóe lên. Lá bùa trong tay tôi lập tức biến thành một quả cầu lửa và cháy thành tro. Khi lá bùa biến mất, tác dụng của lá bùa cũng đã xuất hiện. Giây tiếp theo, có một luồng khí lạnh và cảm giác đau đớn xuất hiện trong hai mắt của tôi. Nó rất mở nhạt, nhưng tôi biết đây là điểm báo của việc mở thiên nhãn. Mày đang làm cái gì? Đó là bùa gì? Náo quỷ kinh ngạc hỏi. Tôi nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, con người của tôi đột nhiên phóng to, rồi co rụt lại. Mọi thứ trước mắt không còn mờ mịt nữa, mà trở nên vô cùng rõ ràng. Thiên nhãn đã được mở lúc này mở được thiên nhãn trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc và vui sướng nhưng bề ngoài thì vẫn không có nhiều biểu lộ nghe nam quỷ hỏi tôi không khỏi cười lạnh nói nếu như mày muốn biết vậy tao liền nói cho mày biết đây ngoại trừ dùng nước mắt trâu để đặc chế để mở thiên nhãn ra thì cũng có thể dùng bùa chú vừa rồi tao đã dùng loại bùa đó để mở thiên nhãn đây cái gì bùa mở thiên nhãn nam quỷ giật mình tựa hồ không tin nhưng lúc này tôi đã mở mắt ra cũng không muốn nói nhiều với nam quỷ sắc mặt của tôi trầm xuống nói đừng nói nhảm nữa mau nạp mạng đi nói xong tôi giờ thành kiếm búa đào của mình chém tới vẻ mặt của nam quỷ đầy nghi ngờ tựa hồ không có tin vẻ mặt của nam quỷ giống như vẻ mặt của lão phong khi lần đầu tiên nghe nói có bùa có thể mở tiền nhãn vậy nhưng tôi không muốn cho Nam Quỷ có nhiều thời gian để suy nghĩ. Hiện tại điều duy nhất tôi muốn làm là đánh bại tên trước mắt này, tìm được ra Dương Tuyết. Nam Quỷ thấy tôi rung lên cũng cảm thấy được nguy hiểm. Ngay lúc tôi định tiếp cận Nam Quỷ, thân thể của Nam Quỷ đột nhiên bùm một tiếng, hóa thành một làn sương trắng. Đồng thời Nam Quỷ che giấu thân thể của mình và né sang một bên với sự trợ giúp của làn sương trắng. Nhưng bây giờ tôi đã mở thiên nhãn, thủ đoạn trước đây làm gì còn hữu dụng với tôi chứ? Thuật ẩn thân của nam quỷ chỉ có thể đánh lửa mắt thường nhưng vô dụng dưới con mắt của thiên nhãn. Tôi đã nhìn thấy phương hướng rút lui của nam quỷ liền chém một kiếm về phía trước. Xem mày trốn như thế nào? Tôi vừa nói xong kiếm cố đào đã vẽ ra một đường cong trực tiếp chém về phía đầu của nam quỷ. Nam quỷ nhìn thấy kiếm gỗ đào lao tới nhất thời kinh hãi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng xoay người sang một bên. Nhưng nam quỷ vẫn chậm nửa bước, vài trái đã bị mũi kiếm gỗ đào trực tiếp chém xuống. Nam quỷ giống to một tiếng, nghiêng người về phía trước, khóe miệng của tôi nhếch lên trong lòng kích động, sự kim nén hồi lâu rốt cuộc lúc này cũng được phun ra. Không phải vừa nãy còn rất đắc ý hay sao? Bây giờ ta đã mở ra thiên nhãn, xem mày còn ẩn thân như thế nào, xem mày còn hung dữ như thế nào đây. Nam quỷ thấy trốn cũng là bộ ích, sau khi bị thương, Nam quỷ cũng có thể chắc chắn đôi mắt của tôi quả nhiên đã được mở thiên nhãn. Đạo hành của Nam quỷ không cao, tuy là lệ quỷ nhưng cũng chỉ là loại yếu nhất đối mặt với tôi một người có đạo hạnh của đạo sĩ trung kỳ và đã mở ra thiên nhãn cơ hội chiến thắng của nam quỷ là rất nhỏ nếu không thì nam quỷ đã không làm ra chuyện như vậy hắn đã làm chúng tôi hôn mê và làm mất nước mắt châu của tôi nhằm làm chúng tôi yếu đi trước khi hành động bây giờ thấy mình không còn lợi thế nam quỷ càng lý trí và cảnh giác hơn nam quỷ căn bản không có ý định đánh một mình với tôi hắn cảnh giác thân thể hơi lui về phía sau vài bước Cuối cùng hắn mạnh mẽ phất tay một cái, trực tiếp mở ra cửa phòng, đang đóng chặt. Lần này coi như tao nhược mày, chuyện hôm nay tính sau. Nói xong, Nam Quỷ trực tiếp nhìn về phía lầu hai giống to. Em gái, đi thôi. Nói xong, Nam Quỷ không chút do dự mà xoay người bỏ chạy. Lại nói, mục đích của tôi đến đây là để diệt trừ bọn chúng. Làm sao mà tôi có thể để cho bọn chúng trốn thoát dễ dàng như vậy? Mắt thấy Nam Quỷ sắp chạy trốn Tôi trực tiếp rút ra một cái gương bát quái Thấy Nam Quỷ sắp chạy ra khỏi phòng Thì tôi đã ném về phía Nam Quỷ Mày muốn trốn sao Không có cửa đâu Vừa dứt lời tôi ném thẳng cơn bát quái Vào lưng của Nam Quỷ Hơn nữa chiếc gương bát quái này là vật trí dương Có tác dụng trấn khi sắc khắc sát Quy lực phi phạm Lúc này gương bát quái vừa chạm vào lưng của Nam Quỷ Liền nghe thấy Nam Quỷ gào lên một tiếng thảm thiết ngay sau đó, giống như là bị máy ủi đụng trúng vậy, rầm một tiếng, nam quỷ bị đánh bay ra ngoài rồi ngã xuống đất. Gương bát quái được gắn chặt vào lưng của nam quỷ, giống như là một thanh sắt, nó liên tục đốt cháy da của đối phương để trục xuất âm sát khí trong cơ thể của nam quỷ. Ngoài tiếng xèo xèo còn từng luồng khói đen bốc lên, sắc mặt của nam quỷ cực kỳ khó chịu, muốn dùng tay đập vỡ cái gương bát quái đang dán ở sau lưng, nhưng đạo hành của nam quỷ không có đủ, không đánh lại tôi khi tôi đang mở thiên nhãn làm sao có sức lực mà đạp vỡ gương bát quái để. kết quả là tay của nam quỷ vừa chạm vào gương bát quái thì giống như là bị điện giật lòng bàn tay trực tiếp bị dội ngược lại thậm chí những con tay tiếp xúc với gương bát quái còn bị dương khí của bát quái đốt cháy khiến cho ngón tay của nam quỷ bị cháy đen tự làm bệnh không thể sống hôm nay tao sẽ diệt trừ mày vừa nói tôi vừa đi tới trước mặt nam quỷ dơ cao khiếm gỗ đào ở trong tay đối với một loại quỷ đã giết người vô tội thậm chí còn rất biến thái tôi cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian chỉ cần trực tiếp đâm một cái thế là xong nam quỷ bị gương bắt quái áp chế liên tục kêu gào ô ô toàn thân run rẩy căn bản không đứng dậy được đã mất đi năng lực phản kháng lúc này tôi giơ kiếm nam quỷ căn bản không có khả năng trốn thoát nhưng ngay lúc định tôi dịnh ra tay Từ phía sau truyền đến giọng nói hơi vội vàng của nữ quỷ Thả anh, anh trai của tôi ra Nếu không tôi sẽ giết cô ta Đột nhiên nghe thấy giọng nói này phát ra từ phía sau Tôi dừng động tác trên tay lại Tiếp đó quay đầu liếc mắt nhìn Tôi nhìn thấy hai người đang đứng ở hàng rào trên lầu 2 của biệt thự Một trong số họ là nước quỷ Với khuôn mặt méo mó Và người còn lại lại là Dương Tuyết Đã mất tích từ lâu nhưng giờ phút này, Dương Tuyết tự hồ đã mất hồn, mặt không biểu cảm, ánh mắt trống rỗng, đứng thẳng người, không có bất kỳ động tác nào khác. Chúng ta cùng nhau kết thúc tập 32 ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.